Hai cả nhà, hôm nay Mina sẽ làm clip test cái chiếc kem mới đã được cải tiến của kem phá tan mỡ, để cho mọi người xem cái chiếc kem mới nó như thế nào ha. Thì trước đây kem phá tan mỡ là dạng lỏng để cho các bạn dễ thoa hơn, nhưng mà nhiều bạn không biết thì làm đổ với lại là cũng khó di chuyển để các bạn xài, và các bạn nói là xài không có được tiết kiệm lắm, nó hay nhanh hao, các bạn cứ nghĩ là nó ít đi các bạn thoa nhiều. Thì hôm nay Mina đã nhập cái kem cải tiến hơn, là chiếc kem sờ thân, và nó sẽ dùng tiết kiệm hơn, cũng như là nó sẽ là kem sạch dạng sạch thì các bạn sẽ dễ di chuyển hơn và cũng không làm bị đổ. Thì Mina sẽ test trên cái đùi của Mina. Hôm bữa trước thì Mina đã test trên cái mẫu nam là trên vùng bụng rồi, thì bây giờ Mina sẽ test đùi, vì nhiều bạn không có biết là cái đai quấn nóng á thì có thể dùng được trên hai bên đùi hay không, thì Mina sẽ test cho các bạn xem ha. Đây là hũ kem tan mỡ, và bây giờ Mina sẽ mở ra ha để cho các bạn thấy. Rồi, chiếc kem tan mỡ nó sẽ như thế này các bạn ha. Nó đặc hơn, sạch hơn nhưng mà không quá đặc, để vẫn dễ thẩm thấu cho trên da của các bạn, để có thể thẩm thấu sâu vào các biểu bì da để làm tan mỡ. Thì bây giờ Mina sẽ test trên cái phần đùi của Mina thử cho các bạn xem. Rồi, các bạn sẽ xem ha. Chiếc kem nó đặc hơn rất là nhiều so với chiếc kem cũ. Đây, các bạn thấy này. Chiếc kem đặc hơn rất là nhiều, nhưng mà cũng không tới nỗi mà đặc đặc quánh hay đặc quá đặc, mà nó vừa vừa phải, giống như chiếc kem sạch á. Đó, các bạn có thể thoa thoa vừa phải các bạn như vậy, và các bạn sẽ massage trên cái vùng đùi mà các bạn mong muốn mà giảm tan mỡ, để cho thon gọn săn chắc. Cái kem tan mỡ này nó sẽ làm cho các bạn thon gọn săn chắc, và các bạn massage như thế này. Khi mà các bạn massage thì từ từ, lúc mà thoa kem thì các bạn sẽ thấy mát chứ không thấy nóng hay rát gì đâu, nhưng mà khi các bạn massage từ từ á thì bắt đầu cảm giác nó sẽ ấm ấm nóng dần dần, và khiến cho những cái vùng mỡ này nó tan ra theo cái bằng cái chế độ nhiệt, và nó thẩm thấu vào các biểu bì da đó. Và để tăng cái độ hiệu quả thì các bạn sẽ dùng thêm cái màng bọc thực phẩm cộng với đai quấn nóng. Thì bây giờ Mina sẽ làm cái màng bọc thực phẩm và đai quấn nóng cho các bạn xem. Rồi, bây giờ Mina sẽ quấn cái màng bọc thực phẩm lên phần đùi của Mina. Đó. Rồi, Mina sẽ quấn như vậy và Mina sẽ đi ngủ. Mina sẽ để 4 5 tiếng đồng hồ đó. Mina có thể làm việc nhà, Mina có thể là trả lời inbox cho khách, và Mina cũng có thể là coi phim, mà vẫn để như vậy. Bắt đầu nó sẽ ấm nóng từ từ và có tác dụng tan mỡ cho các bạn. Ngoài ra, nếu như muốn tác dụng nhanh hơn nữa, chúng ta dùng đai quấn nóng. Và dùng đai quấn nóng thì chỉ trong vòng từ 20 đến 30 phút thôi các bạn ha. Và nó sẽ có nhiệt độ điều chỉnh, và bây giờ Mina sẽ quấn thành hai bên đùi cho các bạn xem. Rồi, đai quấn nóng của Mina đây ha các bạn ha. Có thể quấn được cả hai bên đùi, quấn cả bụng bụng bự, cái nào cũng thể quấn được, và quấn được cả hai bên bắp tay luôn các bạn ha. Và sau khi quấn xong các bạn hãy găm điện các bạn ha, vì các bạn mà găm điện liền á rồi các bạn quấn thì nó sẽ làm bị ảnh hưởng cái nguồn điện, có thể bị chập điện. Cho là các bạn sẽ quấn như thế này xong rồi các bạn mới dùng cái dây cắm bạn găm điện. Sau khi găm điện xong thì bắt đầu các bạn có cái nút điều chỉnh nhiệt độ á, các bạn sẽ điều chỉnh nhiệt độ thế các bạn thích, mà Mina nghĩ là chỉ cần vừa thôi là được rồi đó. Và một ngày các bạn có thể làm từ 2 đến 3 lần cho 30 phút, thì giống như là nó sẽ xông hơi, nó sẽ tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết và khiến cho cái nhiệt độ tăng lên để thẩm thấu kem cho nó nhanh tan mỡ hơn. Ngoài ra thì nếu như các bạn bận rộn không thể làm đau nóng thì các bạn chỉ cần dùng màng bọc ni lông thực phẩm là đủ, cùng với kem tan mỡ là đã đủ để có thể làm cho các bạn có một đùi thon gọn săn chắc, không bị nhão và rất là đẹp. Thì các bạn có thể khoe mặc quần đùi, mặc quần sọt, mặc bikini hoặc với bụng và bắp tay các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái chiếc kem mới của bên Mina, kem phá tan mỡ, dùng sẽ lợi hơn và dễ dàng hơn và không có bị lỏng quá nữa. Và nó xịn như thế này cho các bạn thích thú ha. Cảm ơn các bạn.